Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test thử cái mẫu Smartfolio cho iPad E4 5 cũng như hoặc là iPad Pro 11 2018. Đây, cái mẫu này của mình lại nó là màu đen. Đây. Màu đen nha các bạn. Trong này nó một cái lớp sợi. Đó. Rất là mịn. Hút được bụi, ngăn được bụi ha. Rồi cái này nó hay cái là nó không có cái viền mà nó chỉ là một cái tấm, các bạn đặt cái iPad lên là nó hít vào thôi, không bọc viền nha. Cái này là thiết kế của Apple làm rất là đơn giản, chủ yếu là gọn và đẹp đó. Đặt vào hít gặp lại đây, nó rất đơn giản như thế này thôi nè các bạn. Đó. Rất là đẹp ha. Các bạn đóng lại nó tự tắt mở. Đó. Đóng lại nó mở nó. Các bạn có thể dựng nó như thế này. Đó. Các bạn có thể dựng vững chắc. Đây, các bạn xem ha. Chuyện rất là vững chắc. Hoặc là các bạn có thể để như thế này. Sẽ có những cái cách dựng cho chúng ta. Đó. Rồi. Đây là cái màu đen. Cái này cũng là một lớp sợi nè. Không lại nó hít vào, nó có cái 500 ở đây. Đó. Rất là gọn nha các bạn. Kỳ đẹp. Đơn giản sang trọng đẹp. Tuy nhiên nhà bạn nào có em bé không nên xài mẫu này. Nó rất là chắc. Nhiều bạn sẽ có thắc mắc là hỏi là nó có chắc hay không. Thì tất nhiên. Đây nó hít vào là nó như thế này. Mình treo được nè. Đó mình treo. Treo lơ lửng. Máy nó không dán ha. Tuy nhiên là các bạn cầm, ví dụ cầm vậy mà cầm lỡ lần giật thì nó có thể rớt ra đó. Giật mạnh nó sẽ rớt. Bình thường nó hít rất là chậm. Nhưng mà mình là người lớn xài thì không có ai cầm như vậy hết. Sợ có mấy em bé xài không cẩn thận thôi. Nó là màu đen, còn cái này là màu xanh. Xanh rêu. Xanh rêu đây ha các bạn. Đây, xin treo lớp sợi nè. Đó, cực kỳ đẹp, mịn. Dòng chữ logo táo. Nhưng mẫu này là bán rất là chạy vì nó đẹp. Đó, xin treo. Gọn gàng. Ok, rồi. Bạn nào mà cần đặt hàng thì liên hệ với lại Alovinder qua Facebook Alovinder hoặc là hotline 0818002407 có Zalo nha các bạn. Bên mình sẽ tư vấn ship free và cho kiểm nha. Giao hàng miễn phí. Rồi, xin cảm ơn các bạn.